Xin kính chào tất cả quý vị và các bạn đã trở lại với kênh Cali Sài Gòn và xin chúc cho tất cả quý vị một ngày thật vui vẻ, bình an, hạnh phúc bên gia đình nhé. Vâng, đang giờ nghỉ ăn trưa, giờ lunch thì cập nhật tin tức và muốn chia sẻ đến tất cả quý vị. Vâng, kính thưa quý vị, đây là theo tờ báo Thanh Niên vào ngày 19 tháng 8. Tờ báo đã đăng lại vấn đề vụ việc của CEO Đại Nam tức Nguyễn Phương Hằng. Vì sao Hoài Linh và Vy Oanh bị bà Hằng bôi nhọ đời tư và bà Hằng chỉ công kích nghệ sĩ, ca sĩ ở miền Nam nhưng không dám đụng chạm gì tới những ca sĩ, nghệ sĩ ở ngoài phía miền Bắc. Kính thưa quý vị, trong kết luận điều tra của cơ quan cảnh sát điều tra, Công an thành phố Hồ Chí Minh, bà Nguyễn Phương Hằng đã khai nhận nguyên nhân đằng sau vi phạm phát ngôn bôi nhọ xúc phạm danh hài Hoài Linh và ca sĩ Vy Oanh. Như tờ báo Thanh Niên đã đưa tin, vào ngày 18 tháng 8, cơ quan cảnh sát điều tra Công an thành phố Hồ Chí Minh đã hoàn tất kết luận điều tra, chuyển hồ sơ sang Viện Kiểm soát Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh đề nghị truy tố Nguyễn Phương Hằng, tổng giám đốc công ty CB Đại Nam. Ban cũng đã khai nhận lý do xúc phạm nhục mạ Hoài Linh và Vy Oanh trên sóng livestream. Có nghĩa là bà Nguyễn Phương Hằng đã chấp nhận đó là có sự thật. Và bà Nguyễn Phương Hằng khai nhận là lý do phát ngôn xúc phạm danh dự nghệ sĩ Hoài Linh và nhiều người khác. Và chúng ta đọc thêm cái phần tin ở bên trong quý vị nha. Kể từ tháng 3 năm 2021 thông qua 12 tài khoản mạng xã hội YouTube và TikTok, bà Nguyễn Phương Hằng đã tổ chức hàng loạt buổi livestream với nhiều nội dung khác nhau đáng chú ý. Trong những buổi livestream, bà Hằng còn chia sẻ nội dung về chuyện bí mật đời tư và xúc phạm gây ảnh hưởng đến danh dự uy tín của hàng loạt nghệ sĩ, nghiêm trọng nhất là trong trường hợp của nghệ sĩ Hoài Linh và ca sĩ Vy Oanh. Giai đoạn đầu thì bà Hằng tố cáo nghệ sĩ Hoài Linh có mối quan hệ với ông Võ Hoàng Yên rất là bất thường. Nữ doanh nhân còn cho rằng nghệ sĩ ưu tú Hoài Linh đã lợi dụng nhà thờ tổ để tổ chức các buổi truyền bá mê tín dị đoan. Đỉnh điểm vào tháng 5 năm 2021, bà Hằng tố Hoài Linh ngâm tiền từ thiện khiến cộng đồng mạng dậy sóng. Danh tiếng của Hoài Linh trong giai đoạn này bị tổn hại trầm trọng. Những thông tin chưa xác thực của bà Hằng cũng khiến người hâm mộ đầy hoài nghi. Vâng, trong thời gian đó thì chúng ta cảm thấy rằng là chúng ta giống như là đứng giữa ngã ba vậy đó. Không biết bên nào đúng và bên nào là sai. Sự thật thì nó ở đâu, phải không quý vị ha? Lúc đó ai cũng đang hoang mang và muốn biết sự thật ở đằng sau bức màn bí mật là cái gì. Trước sóng gió dư luận và những lời công kích liên tục đến từ bà Phương Hằng, nghệ sĩ Hoài Linh đã phải tổ chức livestream để giải trình về những khoản từ thiện đến từ tháng 7 năm 2021. Nam danh hài đã chính thức gửi đơn tố cáo bà Hằng lên công an. Đại diện Hoài Linh cho biết phía nam nghệ sĩ nộp đơn tố cáo vì bà Hằng đã dựng chuyện vu khống là cho là Hoài Linh ngâm khoản tiền quyên góp từ thiện hơn 13 tỷ đồng trong tài khoản hơn 6 tháng và chi hàng trăm triệu vào việc riêng là vô căn cứ. Song bà cũng đã dùng những lời lẽ nặng nề xúc phạm đến danh dự nhân phẩm của Hoài Linh. Trong quá trình điều tra, bà Nguyễn Phương Hằng khai nhận phát ngôn gây ảnh hưởng uy tín danh dự của Hoài Linh. Những hành động bà làm là do Hoài Linh có mối quan hệ với ông Võ Hoàng Yên. Nhưng khi bà ta yêu cầu phía Hoài Linh phải lên tiếng cái hành vi lừa đảo của Võ Hoàng Yên, thì Hoài Linh lại im hơi lặng tiếng, không lên tiếng gì cả. Đến tháng 12 năm 2021, Công an thành phố Hồ Chí Minh xác định không có dấu hiệu tội phạm trong việc nghệ sĩ Hoài Linh quyên góp từ thiện. Và sau đó, về vấn đề chậm giải ngân cũng không có. Theo đó, cơ quan điều tra không khởi tố vụ án liên quan đến việc ông Võ Hoài Linh, tức nghệ sĩ Hoài Linh,
bị 4 người tố cáo chiếm đoạt tiền góp từ thiện. Dù thoát khỏi rắc rối pháp lý, nhưng danh hài xứ Quảng tổn thất khá lớn về danh tiếng. Ông không còn là đại sứ của các nhãn hàng như trước, hoạt động nghệ thuật dè dặt. Hồi tháng 7 năm 2022, ông có chuyến đi về Mỹ nhưng rất kín tiếng sau nhiều năm kẹt dịch Covid-19. Cũng vì việc chậm giải ngân từ thiện cho đến khi bà Phương Hằng réo tên Hoài Linh khiến nhiều khán giả thất vọng Hoài Linh quay lưng khi trở lại sân khấu, nhiều người đã buông lời mỉa mai Hoài Linh về vấn đề này. Ca sĩ Vy Oanh cũng là một trong những nghệ sĩ bị bà Nguyễn Phương Hằng nhiều lần réo gọi trên livestream. Bà Nguyễn Phương Hằng đã có những chia sẻ gây sốc liên quan đến giọng ca Đồng Xanh, nói Vy Oanh giật chồng, đẻ thuê và có quá khứ làm gái bao. Vào tháng 10 năm 2021, Vy Oanh đã bức xúc, đã nhờ đến sự can thiệp của pháp luật vì cho rằng mình và gia đình đã bị bà Nguyễn Phương Hằng xúc phạm bôi nhọ danh dự trầm trọng. Song song với nộp đơn khởi kiện bàn ra Tòa án Nhân dân quận Nhất ngày 25 tháng 10, ca sĩ Vy Oanh còn làm đơn gửi Công an Thành phố Hồ Chí Minh yêu cầu xác minh, khởi tố vụ án và khởi tố bị can đối với bà Hằng về các hành vi làm nhục người khác, vu khống và tội lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích nhà nước, quyền lợi ích hợp pháp của tổ chức, luôn cả cá nhân. Theo kết luận điều tra của cơ quan điều tra, nguyên nhân bà Phương Hằng khai nhận nguyên nhân phát ngôn gây ảnh hưởng uy tín, danh dự của ca sĩ Vy Oanh là do Vy Oanh đã có các bình luận trên trang Facebook liên quan đến hoạt động làm từ thiện của bà. Như vậy, theo cảnh sát điều tra nói trên đây là tại vì Vy Oanh có những lời bình luận trên trang Facebook của bà ta về việc làm từ thiện, cho nên bà ta đã có những lời miệt thị và vu khống cho Vy Oanh. Sau khi bà Phương Hằng bị tạm giam, Vy Oanh cũng trở lại với các hoạt động nghệ thuật, kinh doanh bận rộn. Tối ngày 18 tháng 8, khi báo chí đăng tải thông tin bà Phương Hằng bị đề nghị truy tố, Vy Oanh đã đăng tải dòng trạng thái ẩn ý. Nghe bảo ở nhà đang có tin vui, em đi công tác mấy ngày, có gì vui kể em nghe nha. Những buổi livestream của bà Nguyễn Phương Hằng một thời đã từng là cơn ác mộng của showbiz Việt. Bên cạnh Hoài Linh, Vy Oanh, hàng loạt nghệ sĩ khác như Thủy Tiên, Công Vinh, Đàm Vĩnh Hưng, MC Trấn Thành, cố nghệ sĩ Phi Nhung cũng bị bà Hằng nhắc đến và gán cho họ những bê bối động trời. Cơ quan điều tra xác định các buổi livestream trực tiếp của bà Hằng đăng trên mạng xã hội có nhiều người xem, bình luận, trong đó có video lên đến 610.355 lượt xem và 14.000 lượt thích và 5.021 lượt bình luận. Và kính thưa quý vị, cộng thêm đó thì Đàm Vĩnh Hưng, Thủy Tiên cũng kiện bà Phương Hằng vì bị bôi nhọ. Trong buổi livestream của bà Phương Hằng từng khẳng định đang giữ khoảng 1,9 kg giấy tờ sao kê tài khoản ngân hàng của ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng. Bà cho rằng số tiền ca sĩ này nhận từ thiện lên đến 96 tỷ đồng chứ không phải là 1,8 tỷ đồng như Đàm Vĩnh Hưng từng công bố. Ngày 21 tháng 1 năm 2022, Bộ Công an chính thức kết luận Đàm Vĩnh Hưng và một số nghệ sĩ khác không có dấu hiệu chiếm đoạt tài sản trong công tác kêu gọi từ thiện đợt bão lũ miền Trung năm 2020. Đàm Vĩnh Hưng cũng gửi đơn tố cáo bà Nguyễn Phương Hằng và hành vi làm nhục, vu khống và sử dụng trái phép thông tin đến Công an Thành phố Hồ Chí Minh hôm 21 tháng 9 năm 2021. Sau đó phía này chuyển đơn tố cáo đến cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bình Dương để giải quyết theo thẩm quyền. Nam ca sĩ cũng từng chia sẻ rằng anh cùng đoàn luật sư tập trung khởi kiện những cá nhân, tổ chức vu khống xúc phạm mình thời gian qua. Đàm Vĩnh Hưng từng chia sẻ với Thanh Niên, lúc đó tôi bị stress lắm.
Tự nhiên có một người cùng nhiều người phán xét mình mà không có chứng cứ gì cả. Dân tình nghe theo thì khá là nhiều. Họ chạy theo làm xã hội điên đảo, bấp bênh. Người đó cứ nói mà không ai làm được gì cả. Nói cả một năm trời. Thời gian đó, nhiều người nghĩ người đó nói đúng mới không bị pháp luật can thiệp. Những nghệ sĩ như chúng tôi không thể nào đăng đàn chửi rủa như vậy được. Chửi không khó, nhưng việc chửi mang lại lợi ích gì? Thỏa mãn cơn tức giận nhất thời, nhưng để lại nhiều hệ lụy. Làm băng hoại hình ảnh không thể nào gỡ được. Mạng xã hội bây giờ lan truyền rất là nhanh. Chưa chắc bỏ tiền ra mà gỡ được đâu. Nam ca sĩ tiết lộ anh bị tổn thất rất là nhiều. Trong đó đã mất một dự án kinh khủng. Chấp nhận ai chấp nhận trả cho tôi hơn 4 tỷ đồng kéo dài trong 5 năm. Còn vợ chồng Thủy Tiên Công Vinh cũng từng bị bà Hằng nhắc tới nhiều lần trong các buổi livestream. Cho rằng họ ăn chặn tiền từ thiện. Cụ thể bà nói nằm mơ thấy số tiền của Thủy Tiên quyên góp được là 320 tỷ đồng chứ không phải là 177 tỷ đồng như lời công bố trước đó. Sau đó giọng ca Ngôi Nhà Hạnh Phúc phủ nhận thông tin này và quyết định ra ngân hàng tiến hành sao kê để chứng minh. Ngày 22 tháng 9 năm 2021, đại diện Thủy Tiên Công Vinh xác nhận đã nộp đơn tố cáo bà Hằng đến các cơ quan chức năng thi hành vu khống, xúc phạm nhân phẩm và uy tín. Trong buổi sao kê trước đó, Công Vinh từng chia sẻ một số cá nhân đã vu khống bôi nhọ danh dự bịa đặt trên Internet, làm ảnh hưởng đến cuộc sống gia đình, ảnh hưởng đến lợi ích cũng như tình hình kinh tế. Với quyền công dân của vợ mình, của tôi, chúng tôi sẽ nhờ cơ quan pháp luật bảo vệ. Những giấy tờ sau kê này sẽ là bằng chứng để chúng tôi gửi đến cơ quan chức năng, cơ quan cảnh sát điều tra. Khi bà Phương Hằng bị bắt, chia sẻ với Thanh Niên, cầu thủ Công Vinh bày tỏ cả hai vợ chồng tôi đặt niềm tin vào sự thượng tôn của pháp luật. Cũng trong cái thời gian đó, vì bỏ lụt miền Trung mà có một số nghệ sĩ đứng ra làm từ thiện. Ở nơi đây thì mình cũng không binh cho nghệ sĩ và mình cũng không binh cho bà Hằng. Mình chỉ nói theo cái gì mình nhận thức ra được mà thôi. Hiện giờ mà nếu như năm ngoái cũng có bỏ lụt nhưng mà ít thôi. Không có giống như mà mấy năm về trước không các bạn ha. Nó không giống như mà năm Thìn bỏ lụt. Nó cũng đỡ một phần nào. Cũng có những nhóm tôi đi từ thiện nhưng mà ít thôi. Tại vì những người nghệ sĩ mà người ta đi kêu từ thiện á thì rất là lớn quy mô. Và sẽ cũng đã đến tay những người mà dân, mà họ những người mà cần giúp. Chứ nếu mà năm ngoái mà có một cái cơn bão mà giống như mà 2-3 năm về trước, tôi chắc chắn rằng người dân miền Trung, đồng bào dân miền Trung sẽ còn khổ nữa. Tại vì không ai dám đứng ra làm từ thiện nữa đâu. Đó là một phần. Còn một phần mình nói thêm nữa là vấn đề mà làm từ thiện. Tại sao ở Việt Nam bây giờ làm từ thiện nhiều lắm. Cái job này nó dễ ăn lắm quý vị. Quý vị nào những quý vị tại sao thấy mà nhiều YouTuber đi làm từ thiện không? Bây giờ nó thành luôn là một cái việc làm của họ luôn nha. Họ bỏ hết tất cả những việc làm khác, họ quay những mảnh đời nghèo khổ rồi họ đi làm từ thiện. Dĩ nhiên là họ không phải làm từ thiện bằng đồng tiền của họ, mà là nhờ tất cả những mạnh thường quân trong và ngoài nước gửi về để cho họ đem đến số tiền đó cho những người cần giúp đỡ. Dĩ nhiên là họ cũng có phần, những mạnh thường quân cũng gửi riêng cho họ một phần. Còn việc làm mà có đến tay người dân được bao nhiêu hay là như thế nào ấy thì tự quý vị cho một con số và tự quý vị bình luận. Tại vì không có một số người bỏ những công ăn việc làm như là làm công nhân, đi làm này kia nọ rồi đi làm từ thiện. Và chỉ cần 2-3 năm sau là mua được nhà và mua được xe hơi. Quý vị dòm trong vòng trong những YouTuber đây, rất nhiều người đi làm từ thiện lắm.
chứ không phải không đâu. À, thành thử ra cái nghề từ thiện bây giờ là một cái nghề giống như là rất là béo bở đó quý vị. Ừ. Còn mà ở đây mình không phải là gom đũa cả nắm, không phải là ai đi làm từ thiện cũng là những người mà ăn chặn tiền từ thiện của mạnh thường quân, nhưng đa số là như vậy. Có những một số những người làm từ thiện uy tín lớn ở Việt Nam thì mình thấy như là Tám Sang, Khương Dừa, Tôi Người Miền Tây, Lê Thân Thiện, Cú Đấm Thép, những cái người mà có uy tín á, thì đếm trên đầu ngón tay không à. Còn những người mà quý vị thấy mà quay video lên rồi đăng để giúp đỡ người á, thì đó là tùy lòng hảo tâm của người ta thôi, và tùy lòng họ giúp đỡ người như thế nào mà thôi. Thì mong rằng họ sẽ làm đúng cái cương vị của họ và đúng với lại cái lương tâm của họ, là đem những đồng tiền của Mạnh Thường Quân gửi về để giúp những người mà thân cô thế cô, những người mà nghèo khổ, những người đáng cần giúp. Vâng, cảm ơn tất cả quý vị đã cùng với mình chia sẻ, và xin hẹn lại tất cả quý vị trong một video clip lần sau.